Mẹ ơi. Hả? Dạo này con thấy người ta bảo mẹ hay ngồi ở quán chải đá đầu ngõ lắm ạ. À, thì ở nhà nó buồn, mẹ cứ ra quán chả đá ngồi với mấy bà bán hàng rong cho nó vui, cho nó khuây khỏa con ạ. Ra cái ngồi khuây khỏa hay là ra ghi lô đề hả mẹ? Ừ, thì mẹ thì buồn thì ghi 1-2 nghìn cho nó vui mà con. Con không cấm mẹ giải trí. Nhưng mẹ phải biết điểm dừng. Đấy á, mẹ cứ ghi tràn lan đại hải một đống rất tốn một đống tiền. Người ta nhìn thấy người ta lại đánh giá cho. Già rồi còn đổ đốn đấy mẹ. Này, con nói cho cẩn thận nhé. Mẹ đã nói rồi là mẹ chơi cho nó vui. Mà cái tiền đấy là thằng Tuấn nó cho mẹ tiêu vặt, chứ không phải tiền của con đâu. Nhưng mà cái vấn đề là mẹ đã lớn tuổi rồi. Mẹ phải xem người ta nhìn vào nhà mình như thế nào. Người ta đánh giá nhà mình không không ra một cái gì thì làm sao hả mẹ? Con thì biết cái gì? Con không mẹ biết với chị làm cái gì đấy? Tức là mầm vừa về nhà thì to tiếng rồi. Đấy, chị dâu con này đang nói mẹ là già còn đổ đốn đây này. Chị là phận dâu con, sao mà chị dám nói như thế với mẹ? Chị không nói mẹ là già còn đổ đốn hay là nói xấu chị mẹ hết. Chị chỉ muốn là mẹ đừng có đi ra đầu ngõ ngồi bê tha với mấy thằng trẻ trâu, xong rồi chúng nó dụ ghi lô đề bóng bánh. Chị buồn cười nhỉ? Mẹ thì già rồi, bây giờ mẹ nhà nhiều mẹ chán, mẹ ra ngoài mẹ chơi mấy bà bạn. Với lại mẹ đánh 1-2 điểm lô như là chơi xổ số đấy mà, có gì đâu mà chị làm căng đấy. Chị không nói nữa. Nói chung là bây giờ em đang bênh mẹ trần chập đúng không? Chị không nói nữa. Mẹ, cái số tiền 20 triệu lần trước mẹ vay con á, mẹ cho con xin lại với ạ. À, cái 20 triệu đấy thì mẹ để cho bà Hà vay rồi, bà ấy lấy hàng. Ờ, bà ấy hẹn tháng này giả nhưng mà bà ấy kẹt quá, bà ấy lại hẹn tháng sau rồi con ạ. Mẹ cho bà Hà vay hay là mẹ mang đi ghi lô đề xổ số hết rồi? Chị nói thế là sao? Chị nghi ngờ mẹ đấy à? Chị không phải là chị nghi ngờ mẹ, mà là chị nghe người ta nói phong phanh rất là nhiều. Đến tai chị nhiều lần rồi, chị còn vừa nhận được tới sao thế này? Có chuyện gì mà mọi người căng thẳng thế ạ? Đấy, anh xem đi. Vợ anh nói chuyện hỗn láo với mẹ đấy. Anh em nói, em không có hỗn láo với mẹ cả. Em chỉ muốn khuyên mẹ là đừng có dính vào bao cái trò lô đề. Anh xem đi, mẹ thì già rồi, bây giờ ở nhà nhiều thì chán, mà ra mà nói chuyện với mấy bà trà đá. Mẹ chơi 1-2 điểm lô, nhưng mà chơi xổ số thôi, chứ có cái gì đâu. Đấy, mà vợ anh nói mẹ là già rồi còn đổ đốn, ăn chơi sao đọa. Anh không nghĩ là em có thể ăn nói hỗn láo như thế với mẹ đấy. Ê, mà còn cái này nhá, mẹ ở nhà thì mẹ chăm sóc anh chị, nấu cơm cho anh chị về ăn chứ được ăn thôi. Thế mà có vài triệu bạc cho bạn của mẹ vay, người ta chưa trả kịp mà đòi nhắn cả lên. Rồi. Anh đừng có nhìn em như thế. Được rồi, lỗi của em, được chưa? Con sẽ dạy lại vợ con. Thôi mẹ ạ, kệ chị ấy đi. Có mỗi trai út của mẹ là chung yêu mẹ nhất nhà. Này, tại sao mẹ có tiêu một ít tiền thôi mà em phải cắt cọc nhỉ? Cái vấn đề em không cắt cọc về cái chuyện mẹ tiêu ít tiền. Em đâu có tiếc mẹ vài triệu đâu. Nhưng mà cái vấn đề ấy, em không muốn mẹ liên quan đến mấy trò đỏ đen, anh hiểu không? Thì thằng Tuyển nó cũng đã nói rồi đấy, mẹ chỉ có tiêu vài nghìn thôi. Em nói như thế có phải là oan cho mẹ không? Mà mẹ cũng đã vất vả vì hai vợ chồng mình nhiều rồi đấy. Thì em cũng công nhận mẹ cũng vất vả vì hai vợ chồng mình. Thôi, em cũng hơi quá lời, để có gì em xin lỗi mẹ sau. À, em bảo đây, ngày mai có bận việc gì không? Đưa em ra ngân hàng nhá. Để làm gì? Em gửi tiền tiết kiệm. Bố mẹ em ở quê được đền bù mảnh ruộng cỡ 200 triệu. Em còn nói là vợ chồng mình cần tiền để mua ô tô ấy, thế là bố mẹ gửi cho vợ chồng mình. Thế thì anh bảo em cứ để cái số tiền đấy ở nhà đã, đợi hôm nào ý đáo hạn cái số tiền tiết kiệm của vợ chồng mình thì mình lấy tất cả rồi mình mang đến cái chỗ đặt cọc xe, thế là xong. Cái vấn đề là em không yên tâm. Ui giời ơi, em cứ lo quá ấy chứ. Bây giờ cái số tiền đấy
Em cứ cất vào trong kết, người ngoài ai mà biết được. Thôi, vào ăn cơm đi. Phải ngoan đi nhá. Con về rồi đấy à? Mẹ vào phòng con có việc gì đấy ạ? À, mẹ bắt con chuột. Mẹ nhìn thấy con chuột chui vào phòng con. Phải tìm bắt không con, nó cắn nát hết quần áo con ạ. Dạ, chết rồi. Mẹ bắt được nó chưa? À, chưa. Nó chạy nhanh quá, không bắt được con ạ. Mới sáng ngày ra, em đã gọi gì mà ầm ĩ hết cả lên rồi. Anh có lấy tiền trong kết của em không? Anh lấy của em để làm cái gì? Em để tiền ở đâu thì nó vẫn ở đấy. Em tìm kỹ xem nào. Em đã tìm kỹ hết rồi và em không nhìn thấy tiền đâu nữa. Quay lại nhờ ở đâu nhở? Hay là em để ở chỗ nào khác xong em quên chỗ? Không thể nào để ở chỗ khác được. Em cứ phải là bị mất đạo đâu mà. Hay là có ai vào phòng vợ chồng mình lấy? Em nói chuyện buồn cười thật đấy. Đây là phòng của vợ chồng mình, thì người ngoài nào vào trong này để lấy được? Thế thì rốt cuộc là nó đang ở đâu? Người ngoài không thể vào. Người ngoài không vào được. Thế thì chắc chắn chỉ có người nhà thôi. À, mẹ. Này, em. Mẹ. Hả? Mẹ ơi. Mẹ có lấy 200 triệu của con thì mẹ cho con xin lại đi ạ. Này 200 triệu nào, mẹ có biết gì đâu. Ok mẹ, con chắc chắn số tiền đấy là mẹ lấy. Con xin mẹ đấy, mẹ cho bọn con xin lại đi. Này, 200 triệu nào, mẹ có biết gì đâu. Rõ ràng ngày hôm đó, con nhìn thấy mẹ đứng trước cửa phòng con mà. Cái ngày hôm đó là mẹ chỉ vào đuổi con chuột thôi, chứ mẹ có biết tiền nong gì của con đâu mà lấy. Anh cứ để im xem nào. Mẹ, con không phải là trẻ con. Chẳng có con chuột nào ở đây hết ấy. Chị thôi đi không? Có phải mẹ lấy 200 triệu đó để đánh lô đề cờ bạc rồi đúng không? Này, con ăn nói cho cẩn thận nhá. Mẹ không lấy tiền gì của con hết. Con chắc chắn là mẹ lấy. Chị thôi đi. Chị lấy căn cứ nào mà khẳng định là mẹ lấy? Thì bởi vì chị gặp mẹ ở trước cửa mà. Mẹ đã nói là mẹ không lấy thật mà. Mẹ ơi, con xin mẹ trả lại cho con đi. Đấy là số tiền tích góp của hai vợ chồng con. Này, chị đã ngoại tình rồi là còn vu oan cho mẹ à? Chú đang nói linh tinh cái gì đấy? Mẹ xem đi. Hôm đấy, chính mắt con thấy chị với thằng này ôm ấp nhau trước cửa nhà nghỉ đấy. Là thằng nào đấy? Tại sao chú có những bức ảnh này? Tôi đã định không nói đâu, vì sợ mẹ và anh Tuấn buồn. Nhưng mà tôi thấy chị không biết hối cải, thế nên là hôm nay tôi nói hết ra cho mọi người biết. Tại sao cô ấy phản đối tôi hả? Không phải, anh bình tĩnh em nói đây. Ngày hôm đó em đi trước cửa xe, người ta sắp tông vào em bị trượt chân ngã. Có một người họ tốt, họ đỡ em được à? Chuyện không có cặp kè vai hết đó. Chính mắt tôi thấy đấy, chính mắt tôi thấy chị ôm ấp thằng này. Bây giờ ấy, kiểm tra điện thoại của chị đi. Kiểu gì chẳng một đống tin nhắn tình tứ. Mẹ ơi, mẹ phải tìm con, cũng không có cặp kè với ai hết mẹ ơi. Này các con ơi, các con cứ bình tĩnh nhá. Cứ bình tĩnh đã nào, bình tĩnh để nói chuyện nào. Rồi ôi, nước mắt cá sấu đấy, mẹ đừng có tin. Ôi kìa con. Cô đúng là cái loại phụ nữ lắng loạn mà. Cái gì đây? Anh đã nhận được 200 triệu rồi. Anh sẽ dùng 200 triệu này để mua nhà riêng cho hai đứa. Hóa ra là cô dùng hết số tiền của tôi
để đi nuôi cái thằng này đấy à? Em thật sự không biết tiền nhân lại từ đâu ra. Từ đâu ra? Từ nhân tình của chị chứ đâu. Ôi trời ơi, nhà này thật vô phúc. Vô phúc khi có đứa con dâu ngoại tình như cô. Mẹ ơi, mẹ tin lời con nói. Con không có lòng mà con không có bồi bay hết đi mẹ. Cút mẹ. Cút ra khỏi ngôi nhà này cho tôi. Đừng để tôi nhìn thấy cái bộ mặt của con nữa. Cút. Dù là tình nghĩa bao nhiêu năm, em nói em vẫn không tin lời em. Điều đấy tôi mới là người cần phải hỏi cô đấy. Ở với nhau bao nhiêu lâu rồi mà cô đối xử cả tôi như thế à? Em hỏi lại lần cuối, anh vẫn muốn đuổi em đi đúng không? Cô đi đi. Thằng Tuyển, thằng Tuyển đâu rồi? Thằng Tuyển, thằng Tuyển, thằng Tuyển có nhà không? Anh làm cái gì đấy? Anh sang đây làm cái gì? Em bảo từ từ rồi em sang nhà anh mà. Từ từ cái gì? Thế mày định bao giờ trả tiền tao? Anh thư thư cho em về hôm nhá. Em có tiền làm được anh luôn. Thư thư cái gì? Anh đi về đi. Thư thư cái gì? Mày có thích tao, gọi đàn em về đây xử lý mày luôn không? Trả tiền tao đi. Có cái chuyện gì mà ổn đã thế nhở? Ông là ai đấy? Tôi là anh trai của nó. Có chuyện gì mà cậu lại to tiếng với cả em trai của tôi? Thằng này ấy, nó lợ tiền tôi. Tôi ấy là chủ nợ của nó đấy. Mày nợ người ta cái gì? Hiệp con ơi, chuyện là như thế nào? Con vay nợ nần gì người ta mà để người ta đến tận nhà đòi hả con? Mày nợ người ta cái gì? Không, em với anh ấy có chút hiểu nhầm thôi, không có gì đâu anh. Hiểu nhầm cái gì? Thằng này ấy, nó chơi lô đề ở nhà tôi. Nó lợ tôi 500 triệu đấy. Mà hôm trước nghe nói mấy thằng ở quán trà đá bảo mày khoe có mấy trăm triệu. Thế mày đi không giả tao đấy à? Tao hỏi mày, mày lấy đâu ra mà nhiều tiền như thế? Mày nói đi. Em cái gì? Thôi, chuyện gia đình của mấy người ấy không liên quan gì đến tôi. Tốt nhất ý là giả tiền tôi đi. Không ấy, tôi gọi đàn em đến đây ý, thì các người cứ liệu đấy. Được, tôi sẽ là người trả tiền cho cậu. Còn bây giờ ấy, thì cậu đi về đi. Có thật không đấy? Mày ấy, chuyển ngay số tài khoản của tao ấy cho ông anh mày. Với cả ấy, cái vụ ở nhà nghỉ hôm trước ấy, mày cũng thanh toán luôn đi. Của thằng đàn em tao đấy. Vụ nhà nghỉ là sao hả? Là thế nào hả cháu? Thì cái nhà nghỉ mà dàn dựng cái cảnh đấy. Thanh toán luôn đi, đừng để tao phải đợi lâu. Dàn cảnh ở nhà nghỉ. Này, ông anh giả tiền tôi sớm nhá. Không ấy, là tôi cho bọn trẻ con đến đây chơi thì gia đình này ấy, vui lắm đấy. Thôi, chuyện của tôi xong rồi, tạm biệt gia đình. Tuyển, thế là hóa ra chú dàn cảnh để mà đổ oan cho chị à? Em xin lỗi anh chị ạ. Tại em chơi lô đề thua, em thấy tiền, em nỗi lòng tham thôi. Em xin anh chị tha cho em đi ạ. Chỉ vì tiền mà cậu sẵn sàng vu oan giấu họa cho chị của cậu? Tao hỏi mày, có phải là mày làm không? Anh tha cho em đi ạ. Em xin anh chị, em xin anh. Mày cũng gọi là con người nữa không đấy hả Tuyển? Cút. Mày cút ra khỏi ngôi nhà này. Đừng để tao nhìn thấy bộ mặt của mày nữa. Con ơi, bình tĩnh rồi giải quyết. Anh em có gì nói chuyện con ơi. Con ơi. Mẹ ơi. Thu, anh xin lỗi. Anh biết lỗi của anh rồi. Là anh đã hiểu nhầm cho em. Em đã nói với anh rằng em không làm chuyện đấy mà anh đâu có tin lời em nói. Em không muốn ở đây nữa. Nhưng mà anh biết lỗi của anh rồi. Em tha lỗi cho anh đi. Em không muốn ở trong căn nhà này thêm một giây một phút nào nữa. Thu, nghe nói đã.